đây là một cái chương trình phải nói rất có ý nghĩa đối với lại sinh viên nhà trường. Nó đã thổi vào hồn của sinh viên cho các em có một cái suy nghĩ và một động lực rất lớn để sau này các em ra trường để các em khởi nghiệp. Thì đây là một cái chương trình gọi là đem lại rất là hiệu quả, nhất là cái lứa tuổi đang còn bắt đầu bước vào cái ngưỡng cửa là mình phải làm việc, phải cống hiến. Thì đây là một cái cuốn sách quốc gia khởi nghiệp và đã đem lại cho các em ấy có một cái tư duy khác về cái thời gian tới đây. Thì đây là một cái trải nghiệm cực kỳ thú vị. Lập chí vĩ đại, khởi nghiệp cứu quốc là một hành trình đối với tôi, đối với thế hệ thanh niên Việt Nam là một hành trình rất là ý nghĩa. Vì tất cả những cái thế hệ thanh niên Việt Nam đều có một cái ước mơ làm thế nào để mà khởi nghiệp. Trung Nguyên trao tặng 5 cuốn sách đó là một cái hành trang rất cần thiết cho tất cả những cái bạn trẻ khi kết thúc cái việc học để ra đời bắt đầu khởi nghiệp, mặc dù cho dù các bạn đi làm hoặc là khởi nghiệp ở một cái công ty, làm chủ một cái doanh nghiệp. Mỗi một lần tham gia một hành trình là một cảm xúc khác nhau, nhưng mà lần nào Lê Phương Anh cũng có một cảm xúc là Lê Phương Anh cảm thấy được vinh dự khi được truyền lửa tới cho tất cả các bạn để tiếp sức cho các bạn trên con đường khởi nghiệp quốc gia. Tôi luôn luôn thấy rằng có một thứ mà chúng ta mua càng nhiều mà làm ta càng giàu, đó chỉ là sách. Quyển sách đối với chúng ta như một người bạn tri kỷ. Và đối với tôi thì mỗi trang sách mở ra như là một cái cánh cửa để dẫn vào một cái kho báu. Đó chính là kho báu của trí thức, của tâm hồn. Trên khi mà nghe tập đoàn Trung Nguyên đưa sách đến cho tất cả sinh viên của mọi miền đất nước, thì tôi cho rằng đây là một dự án vĩ đại, làm giàu cho tất cả những trí tuệ, những mầm non, những người chủ tương lai của đất nước. Đó là một cái nhìn rất xa. Và chúng ta không chỉ làm giàu cá nhân, mà cái chuyện mà làm giàu cho cộng đồng, cho xã hội là một cái điều mà một đường đi dài và những đó vĩ đại không thể nghĩ ra được.